Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng. Sản xuất để mà đói gần như không có. Để là giàu thì không nói trước được, nhưng mà cuộc sống ổn định sẽ tự sản xuất. Anh có Lazada hay Tiki gì nữa mà anh không có hàng thì anh cũng chả làm hoạt động cái đó. Và cái nghề gọi là cái nghề ve chai, bóc bọc gần như nó mất đi. Chứ hồi xưa tranh nhau cái đấy. Thì bây giờ làm sao mình quay trở lại để người ta tranh nhau, người ta mua đó, thì mới được. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ là người chỉ có tiền là để mở nhà máy để sản xuất thôi. Mình cứ cố gắng làm cái gì thật giỏi, thật là tốt. Hãy trở thành nhà quét rác, người quét rác xuất sắc nhất thế giới. Thân chào quý vị, đây là chương trình 5W1H và tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay chúng ta có cuộc trò chuyện với doanh nhân ông Trần Việt Anh, là CEO của công ty Nam Thái Sơn, một công ty có thể nói là rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực về nhựa sinh học. Xin được giới thiệu ông Trần Việt Anh. Xin chào quý vị khán giả, chào chị Hạnh. Các bạn biên tập của chương trình có một cái phần quà bất ngờ cho anh. Tôi cũng không biết nữa. Bây giờ xin được phép. Trái bắp. Cũng là một cái nguyên liệu cho sản phẩm thân thiện môi trường. Các bạn là ý như vậy. Yeah. Vỏ bắp, bã mía, vân vân là những cái nguyên liệu mà với cái bàn tay rất là tài hoa, với là những máy móc mới hiện đại, chúng ta đã có hàng loạt những cái bao bì đáp ứng được cái yêu cầu về môi trường hiện nay. Nếu mà nói cho nó xa một chút là kể từ năm 1989 với chỉ 10 công nhân thôi, là anh Việt Anh bắt đầu cái con đường của mình. Tôi nghĩ là một con đường lựa chọn rất khó khăn và can đảm. Vì sao? Vì thứ nhất là nó là sản xuất. Thứ nhì, nó là một lĩnh vực mà đầy khó khăn. Từ cái nền tảng về chính sách quy định cho tới cái cạnh tranh ở trên thị trường, cho tới cái chuyển biến về nhu cầu, về quan niệm của xã hội hiện nay cũng đang là một cái sản phẩm, một cái dòng sản phẩm rất hot ở trên thị trường. Chắc là mọi người sẽ rất muốn biết cái sự lựa chọn của anh Việt Anh lúc đó. Vì sao mà chọn cái khó vậy? Cảm ơn chị Hạnh. Chị Hạnh cũng nêu ra những cái khó khăn vào những cái thập niên 80. Yeah. Tôi thì là một kỹ sư cơ khí. Tôi tốt nghiệp Đại học Bách Khoa từ năm 86. Yeah. Và giai đoạn đó thì tất cả các kỹ sư và những người tốt nghiệp đại học đều đi theo sự phân bổ của nhà nước. Và tôi cũng được điều động về một cái đơn vị của nhà nước, đó là Bộ Lương thực. Và cái việc những cái khó khăn chị đưa ra thì hoàn toàn chính xác. Nhưng mà có một cái khó khăn rất là khó khăn nữa. Là tôi là người nhà nước, tôi đang rất ổn định. Và là một kỹ sư trẻ tương đối có triển vọng. Thì tôi lại xin nghỉ để tôi đi ra ngoài. Và đặc biệt nữa là tôi sinh ra trong một cái gia đình có truyền thống cách mạng. Cả nhà đều làm nhà nước. Và tất cả đều là đảng viên. Và cái việc mà tôi rời nhà nước đi là một cái quyết định cũng khá là... tranh cãi ở trong nhà. Phức tạp và cũng là một cái quyết định mà sau này tôi nghĩ là cũng là sáng suốt. Đó là thời điểm mà lĩnh lương một cái kỹ sư mà được quản đốc. Một cái mức lương mà năm 1987. Thì hồi đó tôi có ngồi tôi tính toán á. Tôi làm với cái thu nhập hồi đó để mua cái xe Honda Dam á. Tôi làm khoảng 14 năm. Ôi, Nhưng mà khi tôi định ra ngoài thì một năm sau tôi mua được rồi. Thì đấy là cái quyết định tôi nghĩ rằng nó cũng hợp lý. Nhưng mà cái mà tôi quyết định nhất ở đây không phải vấn đề vật chất, là trong quá trình mà tôi làm việc của một kỹ sư thì tôi phát hiện ra là cái ngành nhựa của mình lúc đấy thì cái cầu nó rất lớn. Cái thứ ba là lúc đó mình đang còn bao cấp và mình bị cấm vận. Nguyên liệu chính phẩm gần như không nhập được. Và hoàn toàn đều nhờ phế liệu mà hồi đó gọi là ve chai. Và bao nhiêu sản phẩm mà được làm ra từ ve chai thì được tiêu thụ hết. Hồi đó là tôi thấy một cái nhu cầu rất lớn. Và tôi học hỏi được rất nhiều từ người Hoa, từ cái việc này.
khi mà sử dụng những cái nguyên vật liệu gọi là phế liệu để làm ra những thành phẩm người tiêu dùng, và cộng thêm mình là kỹ sư cơ khí, thành ra mình kết hợp mình có thể ra được những cái thiết bị như vậy. Và cái việc mà mình quyết định như vậy thì cũng là cái sự thôi thúc về cái vấn đề là mình phải làm một cái gì đấy cho riêng mình trước khi mình lấy vợ. Và cũng như là mình sử dụng cái kiến thức của mình vào thực tế. Chứ thật sự thì nếu mà không có cái việc mà ra ngoài như vậy thì tôi nghĩ rằng những kiến thức tôi học ở trường chắc cũng không được ứng dụng nhiều. Tất nhiên làm ở nước, nhà nước cũng có những cái ứng dụng nhất định. Nhưng mà ra ngoài thì cái ứng dụng nó thực tế hơn và cái thất bại nó cũng thực tế hơn. Chia sẻ với chị như vậy. Tôi phải nhấn mạnh lại cái chữ can đảm. Sau khi nghe anh nói về cái bối cảnh của gia đình, rồi lại là công chức, cái đồng lương tương đối là ổn định. Cho tới bây giờ á, là chúng ta vẫn thường nghe cái chuyện là chân ngoài dài hơn chân trong. Bao giờ người ta cũng có một cái chỗ để neo lại là cái cơ quan nhà nước, để rồi cũng có thể người ta làm việc gì đó thêm. Nhưng mà dứt khoát ra đi, bắt đầu một cái công việc khó khăn trong cái bối cảnh là mấy cụ ở nhà cũng phiền lắm á. Thực ra là mình cũng là bạn bè thân với nhau mà tôi không biết cái bối cảnh nó khó như vậy. Và tôi luôn luôn, hãy cứ mỗi lần gặp anh Việt Anh á, là tôi luôn luôn cảm thấy là tự tin, mọi chuyện mạch lạc và cái hướng đi nó rõ ràng. Thì tôi nghĩ là chọn vào một cái con đường làm cái bao bì nhựa sinh học đó là một cái nó rất là mới vào lúc đó. Nó vừa khó mà nó vừa mới. Thì anh có nhớ lại là cái những cái khó khăn đầu tiên khi mà mình đi vào cái sản xuất nó như thế nào? Tôi nghĩ rằng bắt đầu từ khoảng, tôi nhớ là tôi bắt đầu xuất khẩu khoảng năm 2002. 2002 tôi bắt đầu xuất khẩu. Thì trong cái quá trình xuất khẩu đi một số nước thì tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội tôi học hỏi rất là nhiều. Khi đó thì mình, Việt Nam mình vẫn cứ dùng túi bình thường, và bản thân Mỹ và tất cả các nước cũng dùng bình thường, nhưng bắt đầu họ bắt đầu chuyển qua những cái túi, tìm mọi cách để hạn chế. Cái lúc đó hình như thuế môi trường là 100%. Chưa có thuế. Lúc đó gần như là Việt Nam mình chưa quan tâm đến chuyện đấy. Và các nước bắt đầu nó hạn chế dùng những cái túi ni lông dùng một lần. Thì trong quá trình xuất khẩu thì tôi thấy một số nước bắt đầu họ quan tâm đến cái túi tự hủy. Và để mà sản xuất ra cái nguyên phụ liệu mà để phục vụ cho cái đó chỉ khoảng 3-4 quốc gia làm được. Và để đánh giá được cái sản phẩm đó thì chỉ có một số nước châu Âu họ đánh giá được qua cái kết quả. Cái điều này cũng rất là hay, cũng rất là lạ. Và nó thôi thúc là mình làm cái nghề này thì nếu mà mình tiếp cận được cái này sớm á, thì giống như là mình tiên phong. Nếu mà không nói là giống như mình độc quyền. Và bên này cũng tìm tòi qua lại những cái người khách hàng ở Singapore, rồi ở châu Âu, và đặc biệt là khách hàng Mỹ, và tìm hiểu và cho chạy mẫu thử này nọ. Thì cũng ra được sản phẩm vào khoảng 2008. Thì lúc đó nhà nước bắt đầu có những cái chính sách và áp dụng về thuế môi trường vào mùng 1 tháng 1 2012. Thì lúc đó là mình chạy, nhưng mà mình chạy cho biết vậy thôi. Chứ thật sự mình ra đại trà thì nó cũng không giải quyết được cái gì. Vì tất cả mọi người đều dùng túi bình thường. Và làm thêm cái này thì nó đắt thêm tới mấy ngàn đồng. Do đó là khi mà chính sách đã đưa ra là mình có thể là kịp thời làm được luôn. Và mình có kiến thức đó luôn, mình có công nghệ đó luôn, và mình có cái đội ngũ về cái đấy. Thành ra mình cập nhật cũng khá là nhanh. Nhưng mà phải nói một điều rằng là đây là cái điều mình học hỏi được rất nhiều từ những nước phát triển. Vì cái sản phẩm đầu tiên về tự hủy nó xuất phát từ nước Anh. Sau đó là đến Mỹ. Và tất cả những nước châu Âu họ đều tiên phong về vậy. Do đó cái việc mà khách hàng họ bắt đầu họ đặt hàng mình, họ yêu cầu phải làm vậy. Thành ra trong cái quá trình mà để phát triển cái đấy thì hoàn toàn là do khách hàng châu Âu. Và họ khuyến khích và hỗ trợ mình luôn để tìm hiểu. Nhưng mà tất nhiên mình cũng phải thay đổi, mình phải học hỏi rất là nhiều. Nhưng mà trong cái giai đoạn đầu đa số là phục vụ xuất khẩu. Vì trong nước cái giai đoạn đầu tôi nhớ đâu khoảng 5-7 công ty được cái giấy chứng nhận của Bộ Tài nguyên Môi trường. Còn lại thì các doanh nghiệp vẫn sản xuất những sản phẩm bình thường. Giai đoạn đầu đó mình ra thì mình cũng không cạnh tranh lại người ta. Tại vì thị trường họ cũng không phân biệt.
Yeah. Túi nào túi tự hủy hay túi không tự hủy cả. Do đó là trừ những cái công ty, những hệ thống siêu thị, những công ty lớn, yeah, thì họ bắt buộc là phải dùng túi đó, như Copmark, Bixi. Hôm nay tôi có mang mấy cái túi đây đi đó. Đó, ví dụ Copmark, yeah, đây là một trong cái đơn vị đầu tiên của nhà nước yêu cầu là trong hệ thống của họ phải dùng túi tự hủy. Yeah. Thành ra là chúng tôi và Fafaco một số công ty là đáp ứng được ngay. Yeah. Đó. Và sau đó là những tập đoàn nước ngoài vào Việt Nam họ cũng yêu cầu. Đó, yeah. Yeah. Cái thứ ba là Famimax. Yeah. Và cái ông này cũng của Nhật. Yeah. Đó. Của Mỹ. Và chính cái việc mà mình cung cấp cho những cái đơn vị lớn nước ngoài như này này. Yeah. Thì những đơn vị nước ngoài họ sẽ truyền tay nhau. Yeah. Nếu ông vào Việt Nam đầu tư cái hệ thống bán lẻ, ông phải đến ông Nam Thái Sơn hoặc ông đến ông Wafaco và ông này. Thì cái đó là một cái sự lựa chọn. Lúc đầu là vất vả, lúc đầu là cảm thấy nó cũng không có hiệu quả. Và rất nhiều người bảo rằng không nên đầu tư tiếp cái này làm gì. Đó. Thì cuối cùng mình vẫn đi theo và thực hiện. Yeah. Chứ thật sự là cũng phải nói thẳng luôn là sản xuất cái này cái lợi nhuận nó rất là thấp. Yeah, cái môi trường tại vì không, cái giá thành nó rất là cao. Yeah. Đó. Và nguyên vật liệu này lại những cái nguyên vật liệu này thì Việt Nam mình chưa sản xuất được. Yeah. Và bản thân để mà test thí nghiệm cái sản phẩm này ở châu Âu mới có vài phòng thí nghiệm họ nhận làm. Yeah. Đó. Và giá để test một sản phẩm là hơn 1 tỷ. Cho một sản phẩm để test hơn 1 tỷ. Yeah. Đó, thành ra là cái chi phí nó khá là cao. Nhưng bây giờ thì những cái đơn vị lớn, những cái đơn vị mà hoạt động tuân thủ hoặc hoạt động rất là thân thiện với môi trường. Yeah. Thì cái sự lựa chọn của họ là đầu tiên về cho những cái sản phẩm này. Yeah. Đó là cái việc mà sử dụng túi tự hủy sinh học. Tôi hy vọng rằng tương lai nó sẽ là một cái yêu cầu bắt buộc. Yeah. Trong tất cả các ngành chứ không phải trong hệ thống nữa. Anh Việt Anh có thể nói cho mọi người hiểu một chút về cái cuộc cạnh tranh khốc liệt ở cái thị trường nước ngoài. Mình biết là cái túi mà tự hủy sinh học đó là hiện nay các siêu thị người ta đều sử dụng hết. Chứ lúc bắt đầu thì nó cũng là khó, cũng không phải là đã quen thuộc hết tất cả. Và tôi nghĩ là đặc biệt là trên cái thị trường xuất khẩu thì cái cuộc cạnh tranh nó kinh khủng lắm. Tôi nghĩ là cái khó khăn đầu tiên về xuất khẩu là mình luôn luôn đi sau Trung Quốc. Yeah. Là cái đối thủ lớn nhất. Và sau đó là Thái Lan, Mã Lai và Indo. Họ là những cái nước xuất khẩu. Họ đã làm những cái sản phẩm này trước khi chúng ta biết về xuất khẩu. Và họ tính chuyên nghiệp của họ rất là cao. Yeah. Do đó là trong cái giai đoạn đầu, tất cả những cái nhà xuất khẩu Việt Nam trong cái ngành bao bì này đều thông qua các công ty thương mại Singapore. Yeah. Không bao giờ xuất trực tiếp được. Yeah. Và họ mua của mình và họ bán đi những cái nước khác. Và chúng ta gần như là họ đặt gì biết làm vậy thôi. Họ đặt hàng xấu thì mình phải làm hàng xấu. Họ đặt hàng tốt thì mình làm hàng tốt. Nhưng mà mình không hiểu được rằng là cái người tiêu dùng họ muốn gì. Yeah. Cái điều là lo ngại như vậy. Tại vì khi họ làm thương mại rồi, họ nhận của người tiêu dùng là A. Nhưng mà khi đặt mình, họ sẽ đặt là A trừ. Yeah. Họ sẽ cố gắng lời cái phần mà giữa A và A trừ đấy. Yeah. Chứ không phải là B nhé. Yeah. Đó là cái nỗ lực của mình làm sao mà để làm được A trừ. Mà khách hàng yêu cầu A hài lòng. Mà cái ông mua lại mình cũng hài lòng. Mà mình phải có lãi. Tôi nghĩ đó là cái khó khăn nhất. Mà lãi thì chắc sẽ còn lãi ít lắm. Rất là khó. Và trải qua rất nhiều, tôi nghĩ là phải rất nhiều năm. Thì qua cái sản phẩm đấy thì khách hàng họ bắt đầu muốn gặp trực tiếp nhà sản xuất. Yeah. Tại vì họ bắt đầu họ đặt cái sản lượng lớn lên. Thì lúc đấy thì gần như là cái marketing hay bán hàng của mình nó không phải là nhiều nữa, mà gần như khách hàng họ đã tự tìm đến. Và lúc đó thì mình biết nhiều hơn là họ cần cái gì. Họ cần mua cái gì. Cái nhu cầu một năm họ bao nhiêu. Và mùa nào họ cần cái gì. Thì cái đấy là mình mới học được. Nhưng mà mình vẫn luôn luôn bị cái giá của Trung Quốc. Cái giá Trung Quốc là một cái giá nó khủng khiếp nhất trong ngành này. Đó, mà có lẽ nhiều ngành khác nữa. Nhưng mà trong ngành này Trung Quốc họ bán giá thấp và sản lượng lớn như vậy. Cũng là một cái môi trường để mình học. Mình rất sợ, rất ngại. Nhưng mà mình lại học được ở họ. Do đó chính từ cái đấy thì mình lại thay đổi. Khá lớn. Mình thay đổi gần như là mình học những nhà sản xuất Trung Quốc. Và mình đi đúng cái, gần như phải nói là mình đi theo cái hướng của họ. Để mình làm. Cái chính là mình tạo được cái uy tín đối với khách hàng nước ngoài.
và mình sẽ không còn cái tư duy theo kiểu là đánh quả nữa, mà nhìn cái hợp đồng theo theo năm. Trước đây là mình bán được công nào hay công đấy. Còn bây giờ mình lên, mình phải bắt đầu lên kế hoạch từ năm nay để cho bán hàng cho năm tới. Và khách hàng nước ngoài thì họ thích những cái đơn vị, họ mong muốn những đơn vị có những chiến lược dài như vậy. Và trước đây mình thường cứ tính rằng là khi bắt đầu mình làm một đơn hàng, mình tính lãi lỗ luôn. Nhưng mà đối với xuất khẩu thì lại không tính như vậy được. Đối xuất khẩu là phải tính đến kết thúc năm hoặc là 6 tháng. Vì có thể nó sẽ trồi sụt nguyên liệu. Mà khách hàng họ đã trúng thầu nó rồi, họ không thay đổi giá được. Do đó mình vẫn phải chấp nhận bán một cái giá đấy. Nếu mà giá nguyên liệu lên. Nhưng mà tất nhiên là giá nguyên liệu tới xuống thì mình có cơ hội. Thì đấy là một cái việc mà chúng ta phải hết sức là theo đuổi. Cái thứ ba nữa là cái tính tuân thủ của khách hàng nước ngoài và cái tính kỷ luật của họ. Nó làm cho mình thay đổi cái cách làm việc. Mình sẽ làm việc nó, phải nói rằng là khi mình Việt Nam mình nó hơi ngược lại. Ở nước ngoài á, làm nội địa thì làm tốt, xuất khẩu thì làm trung bình, nhưng ở mình thì xuất khẩu tốt, còn làm nội địa thì lại làm thường. Thành ra là có nhiều lần tôi phát biểu rằng cái này là một phần người tiêu dùng của mình khá chiều chuộng, nhà sản xuất cũng dễ dãi quá. Thành ra là có thể là hàng nó hơi kém chất lượng tí, nhưng người ta cũng vì tính đồng bào hay là doanh nghiệp Việt với nhau người ta dùng. Chứ thật sự là ở nước ngoài thì sẽ họ rất là sòng phẳng chuyện đấy. Và cái điều đấy nó cũng làm cho mình những cái bài học rất là lớn. Do đó nó đưa ra một cái câu chuyện là những ai chuyên làm xuất khẩu rất khó làm nội địa. Mà những ai làm nội địa hoài thì rất khó làm xuất khẩu. Và khi làm nhà máy thì phải là hai nhà máy khác nhau. Nhà máy chỉ làm xuất khẩu để cái người lao động, người quản lý nó theo cái văn hóa xuất khẩu. Còn nhà máy nội địa lại theo văn hóa nội địa. Chứ không phải là cái máy đó hôm nay chạy xuất khẩu, ngày mai chạy nội địa được. Thì cái đấy là tôi mong muốn một điều rằng để sau này khi sản xuất tất cả các sản phẩm cho cả nước ngoài, Việt Nam nó phải như nhau. Và hướng đến là nội địa phải tốt hơn. Có nghĩa bốc bất kỳ cái nội địa nào cũng có thể xuất khẩu được. Thì cái đấy mới là mục tiêu. Chứ không phải là lấy cái xuất khẩu về bán nội, cứ thấy hàng gọi là gì? Hàng xuất khẩu gọi là, nó hay có quảng cáo đấy. Hàng xuất khẩu như hàng xuất khẩu. Đó, thì như vậy thì nó lại không hay lắm. Đó. Mà bản thân khách hàng ngay cả Nhật hay Hàn cũng vậy, hàng nội địa họ làm rất tốt. Mà họ còn không cho tiếng Anh vào luôn. Chắc cái đó là những cái mình phải học rất là nhiều. Anh mà cái này vui lắm nè. Anh Việt Anh nói về cái này. Tôi nghĩ là đây là một cái câu chuyện nó cũng khá là lớn. Thì đúng ra là trong những cái phóng sự này tôi cũng ít khi tôi nói chuyện này vì nó cái tính cạnh tranh nó cũng cao. Và cũng hay bị copy. Vì cái sản phẩm này như chỉ có Nam Thế Sơn làm. Nó gọi là sản phẩm cho thú cưng. Nếu gọi là, nếu mà đúng ra cái từ đấy, người ta gọi là túi đựng phân chó. Tại vì cái này thì nó cũng là ngẫu nhiên thôi, là do tôi quá trình tôi đi qua cái khách hàng Pháp ngồi nói chuyện, ông cũng kể, ông nói rằng là ở Pháp tới mười mấy triệu con chó đó. Mà một ngày con chó đi ba lần thành mấy chục triệu cái túi. Mà tôi nói tôi đặt túi phân chó thì nhiều ông doanh nghiệp lớn ông không muốn làm. Ông nghĩ rằng cái sản phẩm đấy nó không giống ai cả. Kỳ cục. Có vẻ không được sang mình lắm. Là mình, ok anh bảo tôi làm. Nếu mà với hàng mấy chục triệu con chó nữa thì vậy thì phục vụ cho nó cũng là phục vụ cho biết là bao nhiêu cái người lao động và công việc của tôi. Và từ cái này ra thì tôi thấy gần như là những cái nhu cầu về cái túi phục vụ con chó này nó còn không khác gì phục vụ con người. Nó có túi ngang, túi dọc, túi kéo, túi có mùi, túi tất cả. Có những cái loại túi mà nó tạo ra cái mùi hương để con chó nó ngửi thấy là nó muốn ị rồi. Vậy đó anh. Ly kỳ ghê. Có nghĩa là khi mà mình làm như vậy thì gần như là cái túi của thú cưng ấy, họ đặt mình rất là nhiều. Và mình dặn tất cả từ quản lý người lao động gọi là túi phân chó nhưng là túi xuất khẩu. Nó phải tốt tương đương với túi đựng trái cây. Tại vì nếu mà túi không tốt thì dọc đường từ, vì chó là họ rắc đi ngoài đường, từ ngoài đường về đến nhà nó rắc còn ô nhiễm cả cái thành phố. Đó là chất lượng nó sẽ phải tốt tương đương với túi đựng thực phẩm và túi đựng quần áo. Thành ra là không bao giờ nghĩ rằng là túi dùng cho chó là chất lượng hạng thấp, mà túi dùng cho thú cưng chất lượng phải cao. Tại vì nó là bảo vệ môi trường, chị hiểu không? Nó là xác súc vật hay là phân các thứ là nó kín, nó chặt thì nó không đeo rắc. Nhưng cái quan trọng nữa là tất cả những cái này nó chôn xuống đất cái hoặc là nó đưa vào nó tiêu hủy rất là nhanh, nó có thể thành phân tiếp theo luôn. Đó, thì đấy là những câu chuyện. Nhưng cái quan trọng là người ta rất là
Là marketing rất tốt, họ làm những cái hình vẽ rất là đẹp. Và ở trên đường phố nước Pháp có những cái chỗ, những cái nơi công cộng giống như rút giấy vệ sinh. Để cho những người dắt chó vào đấy có thể rút được cái túi này. Và trong nhà thì bao giờ cũng có cái này. Đó. Và chỉ cần để cái này cạnh cái chỗ khu vực mà chó hay mèo nó đi là nó biết cái chỗ nó để nó đi. Để cái này để biết là để gì. Giống như là một cái tín hiệu. Thì tiếp theo là cái sản phẩm này cũng nhỏ lắm, nhưng mà ở Việt Nam mình tôi nghĩ là chắc không ai để ý. Hôm trước tôi có nói với chị là phụ nữ thì họ thích trong bóp có một cái túi cuộn nhỏ. Nhiều khi băng vệ sinh đột ngột hay như thế nào đấy, nhiều khi vào toilet muốn thay cái băng vệ sinh đâu biết nhét đâu, cho vào cái túi này nó văn minh hơn. Cả nhiều khi mấy cô hay ở văn phòng hay ăn lặt vặt, nó xé ra cái túi nhỏ nó bỏ vào. Có nghĩa là tất cả mọi thứ nó đều liên quan đến môi trường. Nhiều khi chỉ cần ngồi ăn vài cái bánh cái kẹo thì thôi, xong rồi đi tìm cái thùng hoặc là vỏ viền tờ giấy có, nhưng mà anh xé cái túi bé này ra anh nhét vào, nhưng anh lại nhét vào chính cái túi của anh đi làm, xong đến lúc là anh bỏ ra. Và có những cái nó còn bé hơn nữa, nó bé xíu à, nó phù hợp với cái bóp của cái người phụ nữ đó. Rồi vào siêu thị hay đi đâu mua một cái vật gì nhỏ nhỏ đấy, cá nhân chẳng hạn, cũng bỏ vào. Thì đây là những cái thị trường mà nó không lớn nhưng mà mình phải làm rất là kỹ. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam khi phát triển cũng phải dùng cái như này, đặc biệt là cái vấn đề mà cái súc vật thả rông của mình. Và ở gia đình được cái quen đó. Nhà tôi ở bên bờ kè thì tôi ngày nào cũng chứng kiến có những người mặc đồ rất là sang đúng trọng, đi xe đó, rất là xịn, xong rồi thả em xuống. Không để rồi, mục tiêu là cho nó đi ị đấy. Nó thả xong rồi cái là lại cưng bế em lên, rồi cái đó là xã hội sẽ chịu. Thì cái đó thiệt tình là nó khó. Anh bây giờ ví dụ như là tinh bột, anh đưa nó vào trong sản xuất làm sao? Cái công nghệ cái này nó cũng khá là phức tạp. Tại tất nhiên là trong cái quá trình sản xuất ra cái đấy nó có một cái hàm lượng nhựa nhất định. Và tất nhiên là nói cái quá trình sản xuất cái này nó cũng có nhiều cái công nghệ riêng. Thì mình không thể giải thích bằng miệng được. Thì để nó đưa vào thì nó cũng phải ra được một cái cuộn màng, để thành một cái màng, sau đó thành một cái túi. Chỉ có khác một điều rằng là cái túi này nó có tuổi, có nghĩa đến một lúc nào đó tự động nó sẽ mục rữa ra. Đó, chứ nó không phải như cái kia nữa. Đó là mà cái thật việc sự mình mà cũng cần cái điều đó. Đúng rồi. Tự phân hủy. Nhưng mà chỉ có một điều rằng là mình hiện tại mình vẫn chưa sản xuất được. Chúng ta có rất nhiều khoai mì, rất nhiều các cái nguyên vật liệu khác, nhưng mà chúng ta đều có thể xuất đi thôi. Sau đó chúng ta phải mua lại cái đấy. Nhưng mà cái thứ hai nữa là vấn đề giá thành. Cái thành phẩm này giá thành nó rất là đắt. Do đó nếu mà khi mà mình làm một chính sách này thì mình phải có một cái tiên quyết với những cái sản phẩm truyền thống. Thì may ra thì cái này nó mới hòa nhập được. Có nghĩa là sản phẩm truyền thống cộng với thuế thì bằng giá thành của cái sản phẩm này. Đấy, thì như vậy thì nó sẽ hợp lý. Nhưng cái hai là cái việc mà ứng dụng, phải sử dụng cho nó hợp lý về thế này, chứ không phải là như thế nào cũng dùng được. Không phải là mình bắt người ta dùng được. Cái lựa chọn của người tiêu dùng mà, họ lựa chọn theo cái giá thành thôi, với cái tiện lợi. Đó, thành ra là mình phải làm cái đấy cho nó hợp lý. Chứ một số nước là họ cấm hoàn toàn cái kia, họ bắt phải dùng cái này. Đó, do đó là trong một số siêu thị các nước, một số họ bán ấy, họ đâu có cho. Khi bán rồi thì dễ lắm. Nếu mà đã bắt buộc phải mua thì tôi nghĩ là giá thành sẽ chấp nhận được. Rồi cái vỏ bắp hay là bã mía gì đó thì anh Việt Anh mua hay là tự trồng hay không, như thế nào? Cái này là nguyên liệu này mình mua ở nước ngoài, họ làm sẵn rồi. Họ làm sẵn hết rồi. Thì Việt Nam mình chưa có sản xuất được cái đấy. Mình không có mua vỏ bắp về mình tự làm được hả? Mình không tự làm được cái đấy. Mà mình phải đưa cái đấy để người ta làm. Mình đưa vỏ bắp cho người ta hay là nói chung là họ sẽ sử dụng cái nguyên liệu của mình để họ làm. Họ thì hạt thì nước nào làm anh? Nước làm nhiều nhất bây giờ là nước Anh. Nước Anh và có cả Trung Quốc nữa, và thêm của Đức nữa. Trung Quốc là một cái nước tiên phong làm lớn được cái Trung Quốc là họ có chú ý tới Nam Thái Sơn của mình không? Tại vì là thấy coi bộ mình cũng cạnh tranh. Mình không cạnh tranh, nhưng mà bây giờ mình giống như là cùng buôn bạn, buôn có phường, có bán. Họ thành ra là cũng chia sẻ với nhau nhiều. Tại vì họ bắt đầu họ những đơn hàng rất lớn. Còn mình nhận những đơn hàng cấp trung thôi. Thì họ là đơn hàng lớn. Tại vì tất cả những cái công ty mà mình biết cách đây 20 năm ấy,
trong ngành này thì họ đã trở thành những ông chủ đó, trở thành tỷ phú hết. Và cái sản lượng của họ khủng khiếp lắm, rất là lớn rồi. Chỉ riêng ở trong nội địa của họ thì phải biết là nó như thế nào. Và cái công suất của họ, họ hơn mình ở chỗ là họ tạo ra làm được nguyên liệu, mà mình thì nguyên liệu như hạt nhựa chính phẩm mình cũng phải nhập khẩu. Gần như là họ làm được cái đó. Anh Việt Anh có nghĩ là mình có tính làm cái tinh bột hay là vỏ bắp hay gì đó mình tự làm? Tôi nghĩ rằng là cái này thì Việt Nam mình có thể sản xuất được, nhưng cái quan trọng là nhu cầu thị trường. Hiện nay nhu cầu thị trường nó chưa lớn. Bởi vì nhu cầu thị trường họ vẫn đang dùng cái sản phẩm truyền thống nhiều. Do đó là nếu mà chúng ta nhu cầu thị trường họ chuyển qua hết những cái này, khay, hộp, ly các thứ, thì tôi nghĩ là Việt Nam đầu tư làm cũng không khó. Nghĩ vậy. Tại vì bây giờ mình sản xuất ra mà sản lượng thấp cũng không đầu tư được. Nó phụ thuộc vào cái nhu cầu thị trường mới đầu tư làm nguyên liệu. Ví dụ như là cái nhu cầu thị trường 5 triệu tấn, mà trong đó hết 4 triệu là rưỡi là sản phẩm truyền thống rồi. Thì còn 500 ngàn tấn thì đâu có đầu tư được. Anh, nhưng mà về lý thuyết á, chính sách của mình là rất là thúc đẩy cái chuyện là sử dụng cái đó là mình tự hủy sinh học. Mình khuyến khích rồi mình làm sao mà nó cứ lình xình hoài. Tôi nghĩ rằng nó thuộc về cái ý thức của người tiêu dùng. Đó. Và cái việc mà cái người tiêu dùng họ lựa chọn thôi. Họ lựa chọn cái nào mà cảm thấy phù hợp, rẻ và tiện lợi. Thì cái này, cái việc mà làm truyền thông ý thức người tiêu dùng nó là một câu chuyện rất là dài. Nhưng mà hình như nó cũng phải có một cái sự ép buộc hơn. Chứ mà nếu để tự nhiên thì không biết tới chừng nào. Tôi nghĩ cái đấy nó cũng là một cái trong cái chuyện câu chuyện chính sách. Thì mình không có can thiệp vào cái chuyện đó được. Nó phải có những cái chính sách khác và nó dài hơi hơn. Còn cái công nghệ in mực nước thì sao anh? Công nghệ in mực nước tôi nghĩ nó cũng có lâu rồi. Thì nó cũng là một cái giảm thiểu cái môi trường. Thay vì chúng ta dùng dung môi thì chúng ta dùng nước. Thì cái này là Việt Nam đang sản xuất rất là tốt. Và một số cái doanh nghiệp trong nước đã sản xuất được cái mực này rồi. Mực nước nó về cái tính bền vững so với mực dung môi thì nó không bằng. Nhưng mà về cái gọi là không ô nhiễm và không ảnh hưởng sức khỏe người lao động nó rất là tốt. Và Việt Nam mình tự chế tạo cái này cũng được gần 10 năm rồi. Tôi nghĩ rằng ứng dụng cái này cũng rất là tốt và nó cũng phù hợp. Do đó mực nước là một trong những cái lựa chọn của nhà sản xuất và xuất khẩu bao bì. Bây giờ mà nói chuyện kinh tế xanh đó thì là mình nói thì nghe nó dễ, nhưng mà hình như trong cái hành xử hàng ngày của người tiêu dùng nó là một cái rất khó. Anh Việt Anh có nghĩ là mình tham gia vô cái truyền thông, cái giáo dục cho người tiêu dùng, tại vì mình là người chịu cực nhất trong cái chuyện này. Tôi nghĩ là cái việc này nó về kinh tế tuần hoàn ấy, cũng như là về sử dụng những cái sản phẩm tái chế và sản phẩm thân thiện môi trường. Thì chúng ta làm truyền thông rất nhiều. Tôi nghĩ về truyền thông mà gọi là để truyền thông đại chúng thì chúng ta không thiếu. Nhưng mà để cho ý thức của từng người hiểu á, từng nhóm người, từng tầng lớp người thì nó vẫn chưa được rõ ràng. Và cái này nó, tôi nghĩ rằng nó phải đi từ cái cơ sở trở lên. Đầu tiên từ cái lực lượng trẻ, từ môi trường, trường học. Và tôi nghĩ là các bạn này tiếp thu sẽ rất là nhanh. Cái thứ hai là nơi mà sử dụng nhiều cái sản phẩm này nhất. Đó là chợ. Đó là những cái vùng quê. Là họ hay sử dụng những sản phẩm truyền thống nhiều. Và cái này thì cũng không thể là ép buộc được. Vì đó là sự lựa chọn của người tiêu dùng. Nhưng mà chúng ta phải có những cái cách làm nào đấy mà nó mang tính chất nó thực tế hơn. Doanh nghiệp có thể là mua một tặng một về riêng cái sản phẩm đấy. Đó. Hoặc là khuyến khích là trong cái việc mà mua cái sản phẩm tái chế được hỗ trợ bao nhiêu đấy. Nó phải là làm người ta khuyến khích người ta mua, có nghĩa là người ta làm thấy có lợi hơn. Đấy, người ta thấy có lợi hơn. Có nghĩa là khi mà tôi đã đưa ra cái sản phẩm tái chế ấy, thì người ta sẽ cảm thấy rẻ hơn rất nhiều so với sản phẩm chính phẩm. Nó rẻ hơn khoảng 50% mà người ta mua ngay thôi. Nhưng mà bây giờ là nếu mà tôi làm như thế thì tôi không có hiệu quả nữa. Thì tôi lại phải cần một cái sự hỗ trợ gì đấy. Thực tế là ở các nước nó có cái chính sách hỗ trợ đó, phải không anh? Mà họ hỗ trợ cho người tiêu dùng hay là hỗ trợ cho nhà sản xuất? Tôi nghĩ rằng là nó là một cái chính sách nó lại khác. Ví dụ như bây giờ tụi tôi xuất hàng đi châu Âu hoặc là Mỹ, một số khách hàng yêu cầu trong cái thành phẩm đấy là phải có 30% nguyên liệu tái chế.
thì mới nhập vào được nước họ. Và nguyên liệu tái chế đó được cái giấy chứng nhận của một đơn vị tái chế có cái công nhận, những cái giấy chứng nhận của quốc tế. Thì có nghĩa là thay vì họ mua, họ đang nhập về 100 tấn đúng không? Thì trong đó thật sự họ đang nhập về có 30 tấn tái chế trong đấy rồi. Có nghĩa họ đang tiết kiệm được 30 tấn được nguyên liệu chính phẩm. Thì cái việc này là Việt Nam cũng đang tiến hành làm, chủ yếu phục vụ nước ngoài. Và cũng vài đơn vị có cái giấy chứng nhận về tái chế đó. Ví dụ như là một cái công ty Vilatic ở Hải Phòng. Và gần đây thì có chai thì có nhựa Duy Tân. Nhưng thật sự vẫn đang phục vụ cho các cái doanh nghiệp nước ngoài. Như Nestle hoặc là bên Unilever hoặc là những cái nước ngoài thôi. Đó. Ở đó nếu mà mình làm sao mình thúc đẩy được cái tái chế lên thì tôi nghĩ nó sẽ thuận lợi hơn nhiều trong cái việc mà chúng ta bán giá thành cao về cái túi mà thân thiện môi trường. Vì cái tái chế của chúng ta đang rất là lớn, cái lượng chúng ta thải ra rất nhiều. Một cái câu chuyện mà đúng là rất là vui là khi mà đất nước nghèo thì toàn dùng tái chế thôi, mà khi đất nước chúng ta giàu rồi, cách đây mà khi tôi khởi nghiệp là chỉ có tái chế thôi, gần như là không bao giờ có hàng chính phẩm, thì mọi người vẫn dùng bình thường, vẫn dùng tốt. Nhưng bây giờ thì gần như nói tái chế họ không thích làm, họ thấy xấu, thấy có mùi rồi đấy. Và cái nghề gọi là cái nghề ve chai bóc bọc gần như nó mất đi, chứ hồi xưa tranh nhau cái đấy. Thì bây giờ làm sao mình quay trở lại để người ta tranh nhau, người ta mua cái đấy. Đó thì mới được. Mình nhập mấy triệu tấn nhựa mà mình thải ra cũng cái lượng cũng phải vài triệu tấn như thế, thì ra là mình phải tái sử dụng. Đó tôi nghĩ rằng cái kinh tế tuần hoàn là một cái rất là cần thiết. Và Thủ tướng cũng có cái cam kết với COP26 đấy. Là 2050 bằng không. Do đó bây giờ là mỗi doanh nghiệp, đầu tiên mỗi doanh nghiệp, mỗi người dân, mỗi học sinh đến trường phải hiểu COP là gì. Nhiều người chưa hiểu về COP, thành ra là cũng không có nghĩ nhiều. Thành ra kinh tế tuần hoàn bây giờ là tôi nghĩ không nên làm truyền thông quá nhiều về lý thuyết mà đi thực tế. Thực tế từ môi trường, thực tế từ trường học, từ chợ, từ tất cả mọi thứ. Và phải nhấn mạnh tất cả những cái điểm nào có chữ tái chế thì phải tái chế thật rõ, để người ta biết rằng là tái chế là có lợi cho họ. Tái chế là sạch nhà, sạch cửa, tái chế là thế này, thế nào. Rất là khó. Tôi là chủ tịch hiệp hội tái chế, nhiều khi tôi cũng đau đầu về chuyện này. Đó, thì ra nó rất là khó về bên này. Và tôi cũng mong muốn như vậy. Mình chỉ cần là mình giảm đi được 30% thôi. 30% mà tính cho 7-8 tỷ đô, mình tận dụng được rất là nhiều nhập khẩu về hạt nhựa. Là cũng giảm được vài tỷ rồi. Cũng hơn 2 tỷ. 2 tỷ mà đặc biệt là mình không đưa ra ngoài rác. Mình không đưa ra ngoài rác. Nhưng với điều kiện là mình phải dùng trong nước tái chế. Không được nhập phế liệu tái chế. Mình nhập phế liệu tái chế thì tôi nghĩ cũng như không. Gọi như mình lại chuyển rác về. Thì tôi cũng hoàn toàn là tôi không đồng tình cái chuyện. Thành ra là vừa rồi Nam Thái Sơn có đưa ra một số sản phẩm. Hôm nay tôi mang đây là tôi ghi rõ ràng những sản phẩm tái chế. Tôi ghi rất là to. Chữ tái chế nó đập vào mắt. Thì cái ông mua đang mua nhiều thì là lại là ông đặt nhiều là cái ông Awan. Ông rất thích. Thì ông lại đặt, ông cho cái sản phẩm mới đó vào. Và ông thứ hai là ông Bách Hoa Xanh. Tôi làm một cái sản phẩm mới, tôi đây là sản phẩm là tái chế, từ tái chế hoàn toàn. Nhưng mà nó vẫn đẹp, nó vẫn đẹp thì tất nhiên là mình phải dùng công nghệ, mình phải pha đủ thứ vào đẹp. Và tôi có những video clip ở những cái chỗ mà nó gọi là thu gom rác để tái chế, nhìn nó kinh khủng lắm, nhìn khiếp lắm, dơ giấy hôi rình các thứ. Nhưng mà khi họ giặt, họ rửa xong mình đưa vào mình thì ra lên quầy kệ thì nó vẫn đẹp. Nhưng mà thay vì cái đống rác đó lại cứ trườn xuống sông thì bây giờ nó ra cái sản phẩm. Đó, tôi nghĩ là mình phải có những phóng sự như thế. Những phóng sự là rác đang lỉnh bỉnh dưới sông hay lấp ống lấp kia, nhà mình thu vào. Mà đây là thực tế nhé, ở miền Tây ấy, có những cái đơn vị họ toàn thu như vậy. Nước chảy ròng ròng vào, họ cho họ giặt, họ quấy, họ khô xong họ tạo ra cái hạt tái chế. Họ đưa cái cho tôi cái đó, tôi về tôi tạo hạt tái chế, tôi làm ra cái túi. Và cái túi đó nằm trên quầy kệ. Tại vì chị đựng rác mà. Chị đựng rác, miễn làm sao đựng rác tốt là được rồi. Vì bây giờ cái việc túi đựng rác là gần như mình không thể thiếu. Nhà nào cũng phải có ít nhất 1-2 cái thùng rác. Đúng không? Và chúng ta đã phải chuyên môn hóa cái chuyện túi đựng rác là túi đựng rác, chứ không phải là mua được túi gì cũng cho vào để đựng rác. Để chuyên môn hóa cái đấy. Đó. Rồi màu gì ở bên nữa. Hàn, ở bên Nhật, tụi tôi xuất hôm trước cho chị coi rồi đúng không? Tôi xuất mỗi tỉnh là cái màu túi rác nó khác nhau. Do đó là cái xe rác buổi sáng nó đi ở dọc cái phố của dưới Fukuoka đấy, nó thấy nhà đấy mà đựng cái túi đựng rác ngày hôm đấy là màu vàng mà màu xanh là xe đi luôn. Là cái nhà đó rác để ôm ngày hôm sau. Có nghĩa là anh phải đúng, ngày thứ bảy là túi rác màu đỏ hay màu xanh, màu vàng, cái chai lọ thì ông phải đứng vào túi rác màu xám. Cái người nhân viên xuống nhận rác á, tất nhiên nó cũng tự động, nó thấy mà ông để sai, nó đi luôn. Thì đi luôn thì nhà ông thành đống rác thì đâu.
hiểu không? Không có, đi luôn thì ông bỏ qua nhà kế bên. Không, nhưng mà đó là cái tại sao mà khi mà tôi thầu với Nhật á, nó rất là nhiều màu. Tôi bảo tại túi rác sao tụi mày phức tạp thế? Nó bảo không, mỗi ngày khác nhau, mỗi tỉnh khác nhau, nó có màu riêng. Đó, cái túi rác của nó như vậy. Rất là cầu kỳ như vậy. Nó làm ra như vậy, thành ra là nó có quy chuẩn của nó. Cái về túi đựng rác của nó cả một cái bộ quy chuẩn rất là dày. Còn mình gần như không có cái đấy. Mình chưa bao giờ có một quy chuẩn về túi đựng rác. Túi đựng rác là tự phát. Bản thân thùng rác mình còn tự phát. Do đó tôi nghĩ có những cái nhỏ nhất mình phải đưa vào quy chuẩn thì mới được. Bữa nào mà đi đâu nói là người này là đang đeo đuổi theo cái quy chuẩn của túi rác. Đúng là người ta... Nhưng mà gần như là mình không có làm cái đấy. Và bây giờ túi rác đang phục vụ tầng lớp trung lưu nhiều. Yeah. Tại vì nhà đều ở căn hộ hoặc là mấy cô văn phòng đây thì nhà cửa ngon lành có thùng rác 20 lít, 5 lít rõ ràng đúng không? Thì đâu có để cái túi xốp được. Nhiều người dân thì họ không ý thức cái chuyện, họ không quan tâm chuyện đó. Miễn là có cái bịch bỏ vào và sau đó để ra ngoài cửa. Không, bỏ vào xong rồi đi ngang cái bờ kè quăng xuống dưới sông. Ừ. Kinh lắm. Thì đó là những cái chuyện đó, tôi nghĩ là về cái môi trường nó phải có những cái quy định đến mức nhỏ nhặt nhất. Yeah. Và cái việc mà đựng rác hoặc là xử lý rác hay chất thải của động vật, tôi nghĩ đó là câu chuyện không có gì phải xấu hổ. Mình cứ nghiêm túc đặt lên bàn để mình bàn luận. Ừ. Thì cái khu ở, vực mình ở, thành phố mình ở nó sẽ đẹp hơn. Tưởng tượng là hôm nay ông Trần Việt Anh sẽ chủ trì một cái cuộc hội thảo về vấn đề túi đựng chó. Anh, tụi này ngày 24 tây làm cái Mekong Connect ở dưới đồng bằng. Năm nay nó có cái khác là thành phố Hồ Chí Minh kết vô đó luôn, thành ra là 5 tỉnh thành. Trong đó có một cái chủ đề rất ly kỳ là chủ đề phát triển bền vững. Và trong cái chủ đề hồi nãy giờ nghe anh Việt Anh nói, tôi tự nhiên tôi nghĩ như vậy. Nếu mình có một cái gian hàng, ông Việt Anh cũng sẽ cho mọi người thấy những cái vấn đề của cái chuyện mà xử lý rác này. Nó liên quan tới môi trường, nó liên quan tới cuộc sống văn minh như thế nào. Và trong cái phần mà một cái panel discussion về những mô hình kinh tế tuần hoàn nó đi vào đời sống như thế nào, thì có khi là anh Việt Anh nói cái đó hay lắm. Tại vì nó là câu chuyện hoạt động của cái hội tái chế. Mình là hội của chung hay là hội của... Là hội quốc gia, hội tái chế Việt Nam. Em cũng đeo đẳng cái giấy phép đó 3 năm mới ra được. Tại vì em phải giải thích. Tao không biết sao đi làm cái đó. Giải thích. Bên Bộ Tài nguyên Môi trường họ ra giấy phép cái thành lập về cái ban vận động này rất sớm, vì Bộ Tài nguyên Môi trường họ rất hiểu cái này. Nhưng mà để vận động các doanh nghiệp rồi tất cả mọi người, ngay cả trình bày với Bộ Nội vụ là cũng phải trình bày rất là kỹ về cái này. Và sau này thì mình, mọi người, một số doanh nghiệp cũng hiểu là cái tái chế nó quan trọng. Đặc biệt là các cái loại chất thải khác chứ không phải riêng rác không, gồm có quần áo, gồm có giày dép, cái thải cứng, rồi chất thải rắn, thải y tế, rồi thải lỏng. Thì cái chất thải y tế lại là một cái câu chuyện khác. Cái câu chuyện là cái câu chuyện mà tôi nghĩ rằng Việt Nam sắp tới chúng ta phải đối mặt có với cái phải đó. Thay đổi cái thải mà cái trong cái ngành y tế, những cái vật tư đều từ làm những chất liệu cao cấp nhất. Nhưng bên Nhật hay các nước đều làm cái chất liệu rất là cao cấp. Nhưng mà tất cả các nước phát triển họ xây dựng một quy trình là thu gom và tái chế cái đấy. Còn chúng ta đốt hết. Chúng ta đang rất lãng phí cái đấy. Vì đó là những cái nguyên liệu cái rất là cao cấp. Từ dây truyền dịch, cái xi lanh hay là những cái vấn đề phục vụ y tế. Nhưng mà họ lại có một cái quy trình gọi là quy trình tái chế rác thải y tế. Và họ đưa ra được những cái nguyên liệu rất là cao cấp. Có thể làm được chậu kiểm, làm được những cái chuồng hay là những cái thùng rác hay cái gì đó. Rất nhiều cái rất là tốt, nhưng mà chúng ta do để chúng ta nghĩ rằng là nó ô nhiễm thì chúng ta đốt. Nhưng mà vì chúng ta không có quy trình tái chế, thành bắt đầu họ lén lút họ bán ra ngoài, thành ra họ tạo ra nhựa tái chế, mình đâu biết cái đấy nó có dính cái bệnh phẩm cái thứ đâu. Tại vì mình không có quy trình, không có kiểm soát, mà đốt thì thêm ô nhiễm thêm đốt lần nữa, nhưng mà nó phí. Rất là phí, đốt thì ô nhiễm nhưng phí. Ra là cái tái chế về cái sản phẩm y tế là mình cũng lên đưa cái đấy vào một trong những cái câu chuyện để chúng ta nói.
cái ông nông dân của mình là gần đây ổng cũng bắt đầu ổng bị mấy cái tiêu chuẩn quốc tế nó bắt là bỏ mấy cái bao mấy cái chai nhựa mà chai vật tư nông nghiệp thuốc trừ sâu vô một chỗ và để cách xa đâu dạ nó có cái tiêu chuẩn hết anh, nhưng mà cũng không nhiều người làm vậy. Có vứt tùng lum. Rồi anh thấy ví dụ như cái hội của mình mà làm về tái chế thì giữa miền Bắc, miền Trung với lại miền Nam nó có cái gì khác nhau? Tôi nghĩ là cái nôi vẫn là miền Bắc và miền Nam. Yeah. Là những nơi họ làm tái chế lâu. Và bản thân Hồ Chí Minh cũng như ở miền Bắc một số cái vùng mà họ làm tái chế cũng vài chục năm đây rồi. Yeah. Như tôi nói với chị đấy, khi giải phóng xong hay là trước giải phóng nó có những cái khu họ chuyên làm tái chế mà, chuyên làm phế liệu. Thì đấy là những cái nơi mà họ phát triển rất nhiều. Và họ có kinh nghiệm rất là nhiều. Nhưng mà rất tiếc rằng là cái tái chế những cái khu vực đó càng ngày họ càng bị thu hẹp lại vì họ đều là tự phát. Nhưng mà họ là như cái người không nổi chắc. Nhưng mà họ là những người thật sự tâm huyết nhất với tái chế. Yeah. Thì thật sự là tôi cũng mong muốn rằng mình có những cái khu công nghiệp đặc thù chuyên về cho những người tái chế và cái công nghệ nó mới để làm sao mà nó giống như là không phải là nơi mà gọi là người ta gọi là hôi hám nữa. Yeah. Bây giờ tái chế vào đó là đều xử lý hết. Và cái đầu ra của nó là nguyên vật liệu đó. Mà mình chỉ chuyên về cái đấy thôi thì nó sẽ tốt hơn. Bây giờ mà nhìn lại cái chặng đường hơn 3 thập kỷ thì cái gì nó giống như anh tưởng tượng và cái gì nó không phải như anh tưởng tượng? Chưa hiểu câu này đã. Tức là bây giờ anh nhìn lại cái mà mình khởi đầu đi vào cái công việc sản xuất rồi xây dựng doanh nghiệp của mình thì cho tới giờ này cái gì mà nó có giống như là hồi đó anh tưởng tượng ra là 3 thập kỷ sau thì nó sẽ như nào? Ông Trần Việt Anh là phải đi siêu xe rồi phải đánh golf rồi phải vân vân gì đó mà sao bây giờ thấy cực khổ quá, đi hết chỗ nhà máy này tới nhà máy kia rồi lặn lội rồi cạnh tranh rồi. Cái mà tôi nghĩ rằng cách đây 30 năm tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một cái điểm sáng và chúng tôi sẽ là cái người dẫn đầu tiên phong là chúng tôi. Hồi đó tôi hay lấy hình ảnh của Hitachi, của Bosch, của Honda và của Ford của Mỹ. Và họ đều giàu có mạnh mẽ từ những nhà sản xuất. Và hồi đó là tôi cương quyết tôi sẽ làm sản xuất. Và tôi nghĩ rằng là tôi sẽ là người chỉ có tiền là để mở nhà máy để sản xuất thôi. Và tôi nghĩ rằng là như thế là tôi đủ lớn mạnh rồi. Nhưng mà thật sự mà sau 10 năm, 20 năm tôi thấy tôi làm cả 10 năm không bằng có một số ngành khác họ chỉ cần làm vài tháng hoặc họ chỉ làm một năm. Thì đấy là những cái mà tôi bất ngờ nhất. Cái bất ngờ nhất của tôi là từ trước đến giờ khi bắt đầu xây nhà máy hay bất kỳ làm cái gì, tôi cứ nghĩ là đi thuê đất để tập trung hết vào máy móc thiết bị. Không phải là tôi mua cả. Đó. Thành ra ngay cả tôi bắt đầu khởi nghiệp ở quận 2 chẳng hạn, mấy chục ngàn mét vuông chỉ có mười mấy cây vàng. Không, dứt khoát tôi không mua, tôi bảo mười mấy cây đó để tôi mua máy. Còn đâu tôi đi thuê. Và bây giờ đó là cả một cái khu đô thị. Là một cái mấy cái cao ốc luôn. Và cái máy của tôi thì bây giờ bán chắc được 100 triệu. Đúng. Thì đấy, nhưng mà hồi đó là mình cứ nghĩ rằng là sản xuất nó luôn luôn là cái cốt lõi. Đúng. Thì sẽ không ai lại sản xuất cả. Mình cứ nhìn hình ảnh những nhà sản xuất lớn, những thương hiệu thế giới đó. Nhưng mà rõ ràng là cái sự thay đổi của thời cuộc cũng như là cái xã hội thì mình thấy là sản xuất nó càng ngày nó càng nhỏ bé. Cái thứ hai là vất vả quá. Đó là lý do là một số thế hệ trẻ sau này. Xong gần đây tôi có ngồi tôi tổng hợp cái startup trong 5 năm gần đây ấy, gần như tôi không thấy tỷ lệ startup về sản xuất như tiếng không phẩy mấy phần trăm. Vì không ai muốn làm sản xuất cả. Vì cái sản xuất cái nó vất vả quá. Mà nó vất vả từ bắt đầu khâu nguyên liệu. Cho cái quy trình, cho đến khi giao hàng, cho đến khi tìm khách hàng. Tìm khách hàng để thâu tiền. Và sản xuất là một trong những cái ngành mà nó không có cái giờ kết thúc. Vì nó làm việc quanh năm 24/24 để máy chạy mà. Nhưng mà ngân hàng, bất động sản, dịch vụ thì 5-6 giờ họ có thể đóng cửa họ đi về được. Chả có một công ty bất động sản nào làm việc 12 giờ đêm. Mà chả có tiếng ồn, chả có tai nạn lao động gì rồi đấy. Đó. Thì đó là những cái vấn đề mà tôi nghĩ là sản xuất cần phải được một cái động viên nhiều hơn cho cái phát triển. Nhưng mà gần đây tôi cũng có một cái phát biểu rằng mọi người hãy xem tất cả các FDI về Việt Nam bao nhiêu phần trăm là sản xuất.
họ làm đầu tư về sản xuất không? Có mấy ông về bất động sản mở nhà hàng đâu, đúng không? Yeah. Dịch vụ cũng rất là ít, nhưng mà rõ ràng là họ đang rất chú trọng đến sản xuất, mà họ chiếm lĩnh thị trường bằng sản xuất, phát triển quá tốt. Nhưng mà sản xuất giống như đây là một trong cái đam mê của thế hệ trước, thế hệ sau là kế thừa và cũng rất là ít. Ở đó tôi nghĩ rằng cái việc mà phải làm sao để thay đổi lại, công nghiệp là cũng rất là cần thiết, nông nghiệp cũng rất cần thiết, chứ không phải dịch vụ. Mà đất nước chúng ta là đất nước châu Á mà, chúng ta đâu có thể mà cứ dịch vụ, hoặc là dịch vụ là rất là quan trọng. Nhưng mà không thể mãi được, chúng ta phải có ba cái chân. Tôi nghĩ rằng công nghiệp nó vẫn phải có, nông nghiệp vẫn phải có, thương mại dịch vụ cũng phải có. Chứ nếu mà chúng ta cứ thương mại dịch vụ không thì cũng không có sản phẩm. Thương mại mà xây dựng thương hiệu ra nước ngoài vẫn là sản phẩm sản xuất. Chứ ít khi mà anh mang một dự án bất động sản ra nước ngoài để người ta nhắc tên đó. Thương mại dịch vụ mà phải chia thành trung tâm tài chính như là Singapore thì thôi quá ngay tốt. Ngay cả mấy cái siêu xe chạy đây vẫn từ một nhà sản xuất ra. Cũng phải từ nhà sản xuất chứ lấy đâu ra. Đúng không? Đấy, cũng phải từ như vậy. Chứ còn mấy cái những cái khác đấy mà tôi nghĩ là sản xuất vẫn là một cái công cụ marketing tốt nhất. Thì anh Việt Anh thấy Singapore họ là làm tài chính, dịch vụ, công nghệ là chính. Nhưng nó qua Việt Nam toàn là mở những cái khu công nghiệp sản xuất đấy. VSIP nó mở tới đâu nó thành công tới đó mới ghê chứ. Tôi có hỏi một ông du lịch á, một ông tổng đốc công ty du lịch khá lớn, bảo anh tiếp những cái khách mà đi về kinh doanh ở đây nước ngoài 100 ông tới á, gọi là đi làm ăn á, có bao nhiêu ông đến tìm mua nhà với bất động sản và bao nhiêu ông đến để làm ngân hàng hay làm nhà hàng. Ông bảo là 70-80% ông nào đến cũng bắt đầu là book khách sạn xong là đi thẳng xuống với các nhà máy, các sản xuất, các công ty sản xuất để đặt hàng. Sau đó mới qua ngân hàng bàn cái chuyện mà chuyển tiền trực tiếp các thứ này nọ thôi. Đó. Hoặc là đi thẳng ra cảng, hoặc là làm việc với logistics về cái vấn đề vận chuyển hàng hóa. Mà vận chuyển hàng hóa này lại liên quan đến sản xuất. Ông thì vào để bán máy, bán nguyên liệu để cho sản xuất. Ông thì đến để mua, mang giày dép, quần áo đi. Thì cũng liên quan sản xuất. Nhưng mà sản xuất lúc nào cũng là thứ yếu sau cùng. Là ở ở đâu? Ở đây chứ đâu phải là ở mọi nơi. Ở đây mình đang nói là nó cũng không được đấy lắm. Ở đó là tôi vẫn là trung thành và vẫn ủng hộ tất cả những người nào duy trì cái sản xuất. Và động viên những cái tầng lớp trẻ, nhất là nhóm kỹ sư ra trường, sau này cũng lên đi vào nhiều cái mảng sản xuất để đưa cái sản xuất nó lên. Nhưng mà sản xuất nó sẽ đi theo hướng công nghệ. Sẽ công nghệ cao hơn. Và làm sao mà để một cái doanh nghiệp sản xuất ở Việt Nam cố gắng có những doanh nghiệp sản xuất như ở Nhật, ở Đức. Cố gắng đến một lúc nào đó chúng ta sẽ có những cái doanh nghiệp sản xuất có tuổi từ 50 trở lên thì mới là bền vững. Mình cũng còn, đúng là còn mới. Tôi cũng gặp rất nhiều nhà mua hàng nước ngoài, họ bảo sao tao qua Việt Nam làm ăn rất nhiều, tao chưa giờ được nhận cái thư mời đi dự lễ kỷ niệm 40 năm của doanh nghiệp nào. Ít quá. Mà tôi lại qua dự một cái khách hàng Hà Lan nó kỷ niệm là 110 năm. Gia đình nó cũng chỉ làm bao bì này thôi. Họ đi mua từ sản xuất mà bây giờ họ mua. Và bây giờ họ vẫn mua tiếp tục, họ bán cái này. Nhưng mà họ là cổ đông lớn nhất của bia Heineken. Nhưng mà họ vẫn là đi mua túi rác để bán. Tại vì người ta mua gần 100 năm nhà họ làm cái đấy. Nhưng mà tất cả cái lợi nhuận họ sẽ mua cổ phần của những cái thương hiệu kia. Hôm nay tôi qua lễ kỷ niệm 100 năm mà. Hôm nay là ông cháu thì ông bảo là ta làm ăn Việt Nam lâu mà chưa thấy là mời tao kỷ niệm 50 năm. Mình bảo không, tao chuẩn bị mời mày kỷ niệm 30 năm. Nhưng mà là anh Việt Anh với ông là mình có một cái chị bạn, chỉ làm một cái nghề gọi là mua bán cái củ tulip á, củ hoa ly của Hà Lan. Bà nói cũng những cái gia đình hàng trăm năm họ chỉ làm cái nghề đó thôi. Con cái lớn lên học hết cấp 3 là nó chuyển qua trường nghề. Nó chỉ làm nghề giống hoa thôi. Và cái nghề đó cũng lý thú lắm. Mà họ làm có nghĩa là cái nổi tiếng của họ trong ngành đó luôn. Đó. Thành ra thỉnh thoảng tôi nói với con tôi á. Mình cứ cố gắng làm cái gì thật giỏi, thật là tốt. Hãy trở thành một nhà quét rác, người quét rác xuất sắc nhất thế giới. Còn hơn là một ông coi như là có nhiều đất đai cái thứ này nọ. Nhà siêu cái đó. Giàu nhất mà không có nghề ngỗng gì. Không, anh, mà mình xây dựng một cái gì đấy. Anh Việt Anh biết không là cái
Hà Lan á, là hồi đó ông Vững định là mở một công ty giống hồi mà đi cặp kè với lại Vineco. Xong rồi á, là ảnh cho người đi qua Hà Lan để coi về cái công nghiệp giống của họ. Xong rồi về ông bỏ ý định đó luôn. Làm sao được 100 năm mà không phải nhà nước, đó là những hộ gia đình. Và nó bán giống hoa của nó từ Mỹ tới Trung Quốc, từ vô tận luôn. Thì mới thấy là vinh quang cho người sản xuất. Và nó gọi là tập trung vào một cái sản phẩm riêng, một loại. Tôi nghĩ rằng là đầu tiên là những cái bạn trẻ mà muốn làm sản xuất ấy, là họ phải tự hào về cái sản phẩm họ làm ra. Có một cái điều mà thương mại dịch vụ có khi sẽ rất là khó, vì mỗi cái đơn vị sản xuất nó ra một cái sản phẩm, mà sản phẩm đấy không phải là ai cũng làm được. Đó là cái thứ nhất. Họ tự hào rằng là cái sản phẩm đó là cái sản phẩm đấy có thể là hôm nay ở đây, nhưng ngày mai sản phẩm đấy có thể nó ở tuốt dưới ở vùng châu Phi, nhưng mà do họ làm ra. Cái tự hào đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái sản xuất á, cái tính bền vững nó rất là cao. Anh có thể làm thương mại, anh làm rất nhiều cái khác, nhưng mà có thể nó sẽ thay đổi. Nhưng mà mình phải nói thẳng là sản xuất để mà đói gần như không có, để là giàu thì không nói trước được, nhưng mà cuộc sống ổn định sẽ từ sản xuất. Cái thứ ba nữa là tôi nghĩ rằng cái sản xuất nó sẽ tạo ra, giúp được nhiều người về cái công ăn việc làm. Cái thương mại dịch vụ thì họ cũng có sử dụng cái lực lượng lao động nhất định, nhưng mà không thể nào sử dụng lực lượng lao động bằng sản xuất. Và sản xuất là một trong những cái nôi đào tạo ra những công dân mang tính chất công nghiệp. Và cái tính kỷ luật rất là cao. Hồi đó tôi nghĩ rằng đó là những cái việc mà chúng ta đóng góp được rất là nhiều. Chúng ta có cái sản phẩm mà gần như là chỉ chúng ta làm và rất người ít làm. Ví dụ như anh làm cái túi tự hủy này, cái tỷ lệ làm rất là ít, trên hàng triệu doanh nghiệp. Nhưng mà đấy cũng là một cái tự hào rồi. Nhưng mà chúng ta lại tạo ra việc làm, chúng ta dạy dỗ được gần tới 2.000 người lao động mang tính công nghiệp, là làm đúng giờ, đúng giấc. Thành ra sau cái đợt dịch vừa rồi á, cái tỷ lệ người lao động công nghiệp ít bị dịch nhất, vì cái tính kỷ luật họ rất cao. Họ đến giờ là họ vào, đến giờ là họ nghỉ, đến giờ họ ngủ, và họ tuân thủ theo những cái quy định của nhà máy. Khi áp dụng vào y tế họ tuân thủ rất là nhanh. Đầu tiên là cái sự an toàn cái người đó, và tính tuân thủ rất là lớn. Và cái nữa, nó là môi trường nhiều thế hệ trẻ có thể đến thực tập và học nhất. Ví dụ như là ở đây tôi không nói ở góc độ là tôi chê, ở ngân hàng thì những người thợ hàn sẽ khó đến làm, đến thực tập. Công ty dịch vụ á, những người mà làm về gọi là kho cũng không đến thực tập được. Nhưng mà một đơn vị sản xuất thì kế toán đến thực tập cũng được. Học marketing đến thực tập cũng được. Anh bốc xếp anh đến thực, anh gọi là anh bảo vệ anh cũng đến thực tập được. Nếu anh học trường về ăn đi, anh gọi là anh học kho anh cũng đến thực tập được. Anh học trường lái xe anh cũng đến thực tập. Có nghĩa đây là một cái môi trường nó rèn luyện con người là tất cả những cái việc gì đều phải làm, và làm có nội quy kỷ luật. Thì đấy là những cái điều mà tôi nghĩ rằng là nó cái điểm lợi thế khi mà chúng ta làm sản xuất. Và khi chúng ta đầu tư vào cái đấy thì chúng ta cảm thấy nó có một cái gì đó nó cũng tự hào, nó cũng tự hào nhiều hơn đó. Và cái quan trọng nhất là cái đóng góp của chúng ta cho xã hội nó rất là rõ ràng, và đặc biệt đóng góp đối với chính quyền nó cũng rất là rõ ràng. Vì chúng ta đưa sản phẩm ra đến cái người tiêu dùng, và từ cái sản phẩm của chúng ta thì dịch vụ bắt đầu họ đi xung quanh. Khi mà tôi xuất một container sản phẩm nhựa thì có ông vận tải là ông đi theo rồi. Ông cảng ông cũng ăn vào đấy rồi. Ông logistics ông cũng vào rồi, rất là nhiều thứ. Rồi ông ngân hàng ông cũng ăn phí mở LC, nhập LC của tôi rồi. Rất nhiều thứ về cái liên quan đến cái đấy. Nhưng mà nếu mà không có một công hàng của tôi ấy, thì nó lại thì cũng không có cái việc nhiều cho những ông đó làm. Thì cảng để làm gì? Tiền thì anh không có người buôn bán, sao anh chuyển được? Có đúng không? Thì cũng khó. Mà anh có về một cái nhà to đến mấy mà không có những cái sản phẩm, không có cái thùng rác của tôi, không có cái đèn của tôi, sao anh làm nhà được? Thì đó là những cái điều mà mình cảm thấy nó tự hào. Khi vào trong nhà mình thấy cái sản phẩm mình nó ở một góc thôi, nhưng nó là cái tên của mình. Thì đó là những cái. Và cái thứ hai là nó được thay đổi liên tục.
lúc nào người ta cũng có nhu cầu. Cái xe đến lúc cũng phải thay thôi, nó nhu cầu. Còn anh ở đây thì tôi không nói là chê, nhưng mà cái nhà thì đâu phải anh thay hoài, nhiều khi cả đời anh thay có lần, có đúng không? Không, người ta bán mà. Ở đây không phải là tôi chê, nhưng mà tôi cũng phải nói cái này nói riêng thôi, cũng không đưa vào, thì cũng không ai đến ở cái chung cư đó nhắc tên cái người xây chung cư đó đâu. Ở đây rất nhiều chung cư Sài Gòn hàng trăm tuổi, có ai nhớ người xây cái đó đâu. Chị công nhận không? Không có ai nhớ đâu. Nhưng mà người ta sẽ nhớ cái xe, nhớ cái tô, cái chén là của ai đó. Tôi nghĩ rằng là những cái này thì phải từ thế hệ trẻ thôi, chứ mình phải nói thực tế đó. Cái thứ ba, bản thân cái sản xuất cũng phải thay đổi. Giống như nước ngoài, để người ta khi mà người ta tham quan, người ta cảm giác rằng đến một cái môi trường nó cũng rất là, sau này nó càng gọi là nhà máy thông minh á, hoặc là gọi là nhà máy 5 sao, thì người ta sẽ có cái đam mê hơn. Tôi đến bây giờ mà thấy cũng lùi xùi rồi cởi trần mồ hôi mồ kê thì thật sự nó cũng chả hấp dẫn gì. Thì đó là một cái mặt về phía sản xuất cũng phải thay đổi. Đó. Như vậy làm sao mà sản xuất thì phải càng ngày lớn mạnh, và rõ ràng những tấm gương về sản xuất lớn mạnh như ông Dr. Thanh ấy, ông sản xuất ấy. Ông Long Thép Hòa Phát là sản xuất ấy. Ông Lý Ngọc Minh. Đó là sản xuất ấy. Anh có Lazada hay Tiki gì nữa mà anh không có hàng thì anh cũng chả làm hoạt động cái đó làm gì. Bán gì. Đó, thành ra cái đấy nó quan trọng. Đến đây cuộc trò chuyện của chúng tôi đành chấm dứt, mặc dù là cũng còn muốn tiếp tục nữa, nhưng mà vì thời lượng thì phải tạm dừng. Chứ còn câu chuyện của một nhà sản xuất can đảm chọn lựa ngay từ đầu và miệt mài đi theo một cái hướng càng ngày nó càng gắn với lại cái sự thay đổi của xã hội là một câu chuyện lý thú và dài lắm. Rất hy vọng là các bạn tìm thấy được những cái điều rất là đời thường nhưng mà cũng rất là sâu sắc trong cái câu chuyện ngày hôm nay. Chương trình 5W1H đến đây xin tạm dừng. Xin cảm ơn anh Trần Việt Anh đã đến và đã mở lòng ra với lại người xem, nhất là nói về hai cái từ tái chế và sản xuất, là những cái từ mà đôi khi tưởng như là nó không có hot trong các cái biến chuyển kinh tế hiện nay, nhưng quả thật nó rất là nền tảng. Một lần nữa xin cảm ơn anh Việt Anh. Cảm ơn chị Hạnh. Cảm ơn ban biên tập và khán giả. Xin gửi tặng anh một cái món quà của các bạn biên tập ở đây chuẩn bị. Chị. Hôm nay ông sản xuất hay dịch vụ? Ông này ông này chắc là sản xuất. Sao cái đầu cũng giống ông Trần Việt Anh vậy?